Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá đường dây mua bán dâm liên tỉnh và đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Diệp, 21 tuổi, trú tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Bước đầu, công an xác định Trần Ngọc Diệp sử dụng nickname Boss Long Xuyên để điều hành đường dây này. Sau thời gian theo dõi, khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 6, công an đồng loạt kiểm tra hai nhà nghỉ Hà Nội và Nhất Phương 1 ở phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Tại đây, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm và xác định đối tượng Trần Ngọc Diệp là người môi giới cho 3 cặp nam nữ trên. Tại cơ quan công an, Diệp khai điều hành đường dây liên tỉnh. Diệp sử dụng mạng xã hội gửi hình ảnh gái bán dâm cho người mua dâm lựa chọn và thỏa thuận giá. Sau đó, người mua dâm thuê nhà trọ và nhắn số phòng để Diệp điều gái bán dâm đến. Ngày 17 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định xử phạt bà C, sinh năm 1973, ngụ tại Hóc Môn, và L, sinh năm 1976, ngụ tại quận 12, 7,5 triệu đồng mỗi người về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật liên quan vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại tỉnh Đắk Lắk. Tại công an, cả hai đều nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật của bản thân đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ những bài viết vi phạm. Chiều ngày 16 tháng 6, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết vừa tiếp nhận phản ánh của anh T, trú tại phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, về việc bị đối tượng mạo danh là nhân viên Bảo hiểm xã hội để lừa đảo. Theo phản ánh, anh T đã cho em trai mượn hồ sơ nhân thân của mình để đóng bảo hiểm xã hội. Ngày 11 tháng 6 năm 2023, khi có nhu cầu gộp sổ bảo hiểm xã hội, cắt giảm quá trình đóng trùng bảo hiểm xã hội, anh T truy cập mạng xã hội Facebook và gửi tin nhắn trên Messenger tới tài khoản có tên Phạm Ngọc Anh, mạo danh là nhân viên bảo hiểm xã hội hỗ trợ tạo nộp và giải quyết các loại hồ sơ bảo hiểm. Tài khoản Facebook Phạm Ngọc Anh yêu cầu anh nộp phí giảm trùng bảo hiểm xã hội là 900.000 đồng và cung cấp thông tin cá nhân để làm hồ sơ. Ngày 14 tháng 6, đối tượng này tiếp tục yêu cầu anh T nộp thêm 2 triệu đồng với lý do đây là phí thanh tra hồ sơ để hoàn tất thủ tục. Ngày 15 tháng 6, anh T nhắn tin hỏi kết quả thì đối tượng đã khóa tài khoản. Và khi nhắn tin lên fanpage của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, anh mới biết mình đã bị lừa. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn anh T liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương để được hỗ trợ, đồng thời giải thích cho anh T biết hiện nay tất cả các dịch vụ mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai, người dân đều không phải trả phí. Ngày 16 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triệt phá tụ điểm sử dụng cần sa với vỏ bọc là quán cà phê Pillar nằm trên địa bàn phường Dương Nội, Hà Đông. Cụ thể, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Hà Thanh, sinh năm 1986, ở phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra cũng khởi tố hai đối tượng để điều tra làm rõ về tội mua bán trái phép chất ma túy, gồm Trần Anh Linh, sinh năm 2002, ở phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, và Nguyễn Bá Ngọc, sinh năm 2002, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo điều tra, quán cà phê Billock ở lô L, 16C01, khu An Vượng Villa, khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Đông. Cơ sở này ban ngày hầu như rất vắng khách, nhưng cứ tối đến lại tấp nập. Nhiều khách nam giới sau khi ra khỏi quán trong trạng thái không làm chủ được hành vi. Cơ sở trên do đối tượng Nguyễn Hà Thanh làm chủ và thuê Trần Anh Linh làm quản lý, Nguyễn Bá Ngọc làm nhân viên phục vụ. Các đối tượng khai, do việc kinh doanh không thuận lợi vì khu đô thị vắng người, nên đối tượng Linh đưa ý tưởng sẽ câu khách bằng việc cung cấp ma túy ngay tại quán. Ngày 16 tháng 6, Công an huyện Đức Linh, Bình Thuận cho biết đang điều tra vụ một nhóm thanh niên dùng súng bắn vào một tiệm cầm đồ tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh. Trước đó, chiều ngày 15 tháng 6, một nhóm thanh niên đi hai ô tô đến tiệm cầm đồ trên rồi dùng súng bắn thẳng vào tiệm. Khi bắn phát thứ hai đã kẹt đạn. Lúc đó, hai cán bộ Công an huyện Đức Linh kịp thời có mặt ngăn chặn, tước hung khí của nhóm thanh niên này. Cùng với việc sử dụng súng ngắn, nhóm thanh niên này còn mang theo mã tấu, rựa, truy đuổi một số thanh niên tại thị trấn Võ Xu, gây náo loạn khu vực. Hàng trăm hecta sầu riêng bị rủ lá, rụng hoa, rụng trái non vì thời tiết khắc nghiệt.
khiến nhiều nhà vườn ở vùng chuyên canh cây trái huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi điều đứng. Ông Trần Ngọc Cư, xã Hành Nhân cho biết, nhà ông trồng 95 cây sầu riêng trên 1 hecta đất. Chưa có năm nào như năm nay, sầu riêng rụng hoa, rụng trái, hư hết toàn bộ vườn, xem như mất trắng. Ông Võ Duy Chánh, xã Hành Nhân, trồng hơn 120 cây sầu riêng trên 1,2 hecta, nhưng chỉ có 4 cây đậu trái, thưa thớt từ 1 đến 4 trái một cây, còn lại đều rụng hoa, rụng trái non. Ông Huỳnh Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hành Nhân cho biết, nắng nóng kéo dài, nguồn nước tưới cạn kiệt, khiến nhiều loại cây ăn trái như sầu riêng mất mùa. Năm 2022, huyện có kế hoạch đầu tư trạm biến áp, phục vụ tưới tiêu cho vườn cây ăn trái, nhưng do gặp khó khăn nên chưa triển khai được.